Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu vừa ban hành thông báo đăng ký và tuyển chọn lao động đi làm việc tại thành phố Myeongdong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp đợt 1 năm 2023. Lĩnh vực công việc: nông nghiệp, số lượng 34 người, trong đó 20 công nhân nam, 14 công nhân nữ, ưu tiên 6 cặp vợ chồng, 22 lao động cá nhân. Độ tuổi từ 25 đến 50 tuổi. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Thời hạn làm việc tại Hàn Quốc dự kiến 5 tháng. Mức lương cơ bản là 9.620 won trên giờ. Một tháng là 2.010.000 won, tương đương với 38.330.000 Việt Nam đồng. Cơ hội làm giàu từ việc tham gia xuất khẩu lao động.